Mời nhân vật của chúng ta nào. Tại sao chị lại chọn bộ trang phục mà rất là nhiều họa tiết như này? Thì thấy nó dễ thương. À. Kiểu thì chị cũng thích nhưng mà không biết có hợp với chị không, thì thấy nó không tự tin. Với cái lựa chọn này của chị thì em cũng không có góp ý gì nhiều, bởi vì nó cũng không phải là hoàn hảo với chị. Nó có rất là nhiều những cái khuyết điểm ở trên cái bộ trang phục như này. Nó là cái phần eo ha. Cái thiết kế này nó cũng không có che được cái bắp tay của mình bao nhiêu hết á. So với cái làn da trắng của chị thì chị nên mặc cái màu trơn và màu sắc nó nổi bật hơn chút xíu. Bây giờ em sẽ chọn cho chị một bộ đồ khác và sẽ make up một cách khác. Chị có đồng ý không? Có sẵn sàng để em làm điều đó với chị không? Sẵn Ok. sàng. Chị Nguyễn Thị Ngọc, 40 tuổi, hiện tại đang cùng mẹ kinh doanh một tiệm tạp hóa nhỏ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chị Ngọc tất bật với công việc buôn bán mà quên đi chuyện làm đẹp và yêu đương của mình. Hy vọng với cuộc gặp gỡ vui vẻ vừa rồi, bông chuẩn sẽ giúp chị Ngọc cởi mở chia sẻ hơn. Bình thường công việc mình ở nhà suốt hả chị? Dạ. Tại vì bán chừng nào chị đi, chị đóng cửa chị đi thôi. Em thấy là không gian của mình cũng cũng khá là hẹp ha. Mình sống ở đây luôn không Đúng hay rồi, là sống ở đây luôn. dạ. Thì ở nhà chị đơn sống với mẹ. Nói chung là bình thường thì đi đâu mới trang điểm thôi. Bình thường ở nhà là bận đồ, nói chung vậy. Bạn bè hay là hàng xóm, mọi người có bao giờ nhận xét về cái ngoại hình của mình không Đúng chị rồi, nói chị bận đồ giống quê quá à. Nói thật luôn. Nói vậy luôn à? À, thì tại mấy người thân mới nói thôi, nói là chưa có gia đình xong không sửa soạn lên mà bận đồ dạng như dân quê quá mà mình ở thành phố nữa. Khi mà mình bị chê như thế mình có cảm thấy khó chịu hay là bực bội gì không chị? Bực chứ, Mất thời gian sửa soạn rồi mà vẫn bị chê đúng không? Thế còn về bản thân chị thì chị có hay mua sắm sửa soạn cho mình không? Nói chung chị ít lắm, chừng nào đi đâu đi tiệc chị mới mua thôi, nhưng mà chị mua nói chung là chị mua mua đại, chị không biết có hợp hay không mà bạn vô thấy người ta nói không hợp không hợp, mắt mình có thẩm mỹ, nói chung là mình lựa đồ mình thích thiệt nhưng mà không hợp với mình hơi tròn với bụng cũng hơi bự. Chị thì thích bạn đầm ôm nhưng mà không hợp với mình, nói tới nói lừa cái chọn cái đầm số quá. Chọn cái đầm số quá. Chọn cái đầm số quá. Tức là mình lựa chọn rất nhiều nhưng mà cuối cùng cái đầm mình thích thì người ta nói không hợp với mình. Mấy đầm dài như dạ hội chị thích nhưng mà không hợp với chị. Đồ bình thường thì tự chịu đi mua, mà đồ đi đám cưới gì chị phải có người góp ý chị mới mua. Tại đó hơi hơi đắt tiền, mình phải lựa lựa nào đáng, phải cho người góp ý thấy được rồi chị mới mua. Em thấy rằng là cái vấn đề của phụ nữ là mua rất nhiều. Tại sao lúc nào cũng nói rằng là không có đồ để mặc? Bởi vì mua rất nhiều nhưng mà không phù hợp với mình. Thế cho nên là đến lúc mà mình mở tủ đồ ra mình không thấy có cái gì để mình mặc hôm nay. Đúng rồi. Đồ mà mình mặc ở nhà mình làm việc như này như nào chị hay mặc? Chị bạn áo thun tay dài và cái thun tới đây chị bạn thêm cái áo khoác nữa. Nói chung chị thích ăn đầm nhất nhưng mà bán này bạn đầm không phù hợp. Chị là thích bạn đầm nhất á. Hồi xưa thì bạn lắm mà giờ không dám bạn. Tại bán này trèo lên trèo xuống đâu bạn đầm. Đúng rồi, đúng rồi. Chị thì thích bạn đầm thôi. Với đồ jean thì giờ bắt buộc phải bạn, tại đây nắng quá. Màu đỏ, màu hồng, màu xanh là chị thích nhất. Màu tím nói chung cũng thích, hồi thích hơi hơi thôi chứ không có thích nhiều. Đó, là em thấy chị thích rất là nhiều màu á, tức là thích tủ đồ của mình sặc sỡ đúng không? Đúng rồi. Chị thích màu nổi, phải đẹp, vừa đẹp vừa sang là được. Bình thường thì chị có hay make up không? Chị làm biến dụng make up lắm. Dạ. Đi đâu mà xa chị chỉ xài kem chống nắng thôi, với ở nhà chị cũng xài kem chống nắng. Môi thì là xăm lâu rồi. À là mình phun có xăm môi, phun xăm phun. Phun môi và lông mày nữa đúng không chị? Lông mày hai thứ là. Em thấy da của chị Ngọc cũng khá là sáng nha. Chị có dùng dưỡng da, dưỡng ẩm nhiều không? Có dưỡng da. Nói chung học mới có 2 tháng thôi. Thấy không hợp là tại vì mình tay mình không có khéo làm tóc. Học cái đó phải vừa tóc vừa trang điểm lên. Học cũng sơ sơ, biết vẽ chân mày cũng sơ sơ nhưng mà giờ quên, Nói chung mình biết cái khung thôi nhưng mà không có khéo như hồi đó thì còn có nét có đẹp hơn bây giờ. Nói chung là cũng nhớ mà nhớ sơ sơ thôi à. Hồi trước là chị có học make up đúng không? Đúng rồi, có học. Dạ. Chị học ở đó chị chủ yếu là trang điểm cho mình thôi. Dạ. Chị biết cái sơ sơ cho mình để mình đi đâu mình đi trang điểm cho mình. Tóc thì chị phải ra tiệm. Cái đó bỏ thời gian ra lâu lắm. Với mình chậm tiêu, học lâu lắm. Một cái khóa chân mày mà chị học cũng gần cả tháng. Mình làm chưa có được, nó hơi nản quá, thôi khỏi. Cái nghỉ học. Nghỉ học cái... Giờ cái chị buôn qua buôn bán. Nói chung chị cũng thích buôn bán. À, em có thể xem qua tóc của chị Ngọc hiện giờ nó dài đến đâu không? Đó chị nhờ mấy em thấy tóc đi. Của chị cũng khá mỏng đúng không? Đúng rồi, tóc chị bởi người ta chị thích duỗi nhưng mà người ta cứ vấn ra bắt uống không mà tại ít quá. Dạ vâng. Uống cho nó bùng bờn. Nếu như mà tham gia chương trình muốn thay đổi kiểu tóc của chị để cho phù hợp hơn với gương mặt của chị thì chị có đồng ý không? Thay đổi nhưng mà cắt ít thôi nha, đừng cắt tém giống em chị.
Tất nhiên là nếu như không phù hợp thì không bao giờ chương trình bắt chị làm mà, như vậy. Nếu mà phù hợp mà có bị cắt không? Chị hỏi thiệt, chị không thích cắt tại vì này nóng lắm. Em giả sử như là nếu mà phải cắt thì sao nào? Không dám. Không dám à? Đúng rồi. Nói chung mà cắt lỡ lỡ vậy. Thế nhưng mà nhỡ mà cắt xong rồi lại đẹp quá, trẻ quá thì sao? Chị có cắt rồi. Chị có bị rồi. Đấy là do mình cắt không đẹp thì sao? Bây giờ chương trình cắt đẹp hơn thì sao nào? Buôn bán á, chị cột cho nó mát. Chứ cắt cái kiểu này á, chị phải hàng tháng phải đi tỉa. Nói chung nó ra xấu lắm. Này, em nói đùa vậy thôi chứ thực ra là chương trình cũng rất là quan tâm đến. Vì sao em đến đây? Bởi vì là chương trình rất là muốn tìm hiểu về cái cuộc sống bình thường của chị. Và khi mà mình đưa ra cái lời tư vấn nó phù hợp, chứ không phải là bắt chị cắt ngắn hay là cái gì để tạo ra cái sự thay đổi. Bởi vì như thế thì nó không phải là mục đích của chương trình. Cho nên là em chỉ đến đây để tham khảo ý kiến của chị thôi. Em đùa chị nãy giờ chứ không có bắt chưa bắt cắt đâu. Vậy thì trên cơ thể của chị có điểm nào mà chị cảm thấy không hài lòng nhất không? Có. Ví dụ? Bụng, đùi. Thì đó xuyên tập thể dục giờ làm mệt tôi nghỉ tập luôn. Giờ leo lên leo xuống thôi là đủ mệt rồi đúng không? Dọn ra dọn vô cũng là tập thể dục rồi. Hồi xưa chị có 50kg thôi, bằng mấy cái đầm đơm rất là đẹp. Tại hồi đó mình không có nay bụng á, bằng rất là đẹp mà bây giờ không dám bặm, bặm ra cái nó cái bụng mình nó lòi ra nhìn xấu quá không bặm. Nhưng mà nói chung nếu mà nói sở thích thì thích bặm đầm ôm hoặc là làm chữ A. Người ta không có mấy cái bước điểm này, người ta bặm rất là đẹp, mình bặm vô không đẹp thôi không mua. Chị muốn đăng ký chương trình là chị muốn làm cho mình khác hẳn như bình thường giờ. Bặm đồ tự tin chút, đẹp hơn chút, dễ tìm người yêu. À, là mục đích chính là để tìm người yêu đúng không? Cũng có ý định là lập gia đình nhưng mà tìm hoài chưa thấy người hợp nào, người nào với mình hết trơn á. Không gian nhà mình như thế này mình thường là để đồ ở đâu hả chị? Để trong cái ba ly á. Tại vì đồ ở đây đồ để chứa đồ bán mà bụi lắm. Chừng nào chị đi đâu chị lấy ra chị ủi vậy thôi. Em có thể xem qua trang phục của chị bình thường em mặc được không? Cái này thì tại chị buôn bán bình thường á, chị bằng mấy cái áo thun đơn giản vậy cho nó dễ. Nhưng mà áo thun như thế này là mình mặc ở dưới cái gì hả chị Ngọc, hay là mặc bằng cái quần ôm dài như đó, bằng mấy quần ôm ôm vậy nó sẽ che được cái bụng chị thích là nó vậy. Che được cái mông với cái đùi, nói chung nhìn nó gọn lại, chị lùn mà chị thích phật chị. Cái này là chị mặc đi tiệc hay là không, đi đâu ở nhà, nói chung đi ra đường đi mua hàng hay gì chị cũng bằng nó. Còn cái đầm này thì sao này? Đầm này chị mua đi đám cưới mà chị chưa bằng luôn, vừa bằng vô cái người ta chơi nghĩ bằng. Nhưng mà người ta chơi như nào, lý do người ta nói chơi là chứ? Đơn giản quá, anh nói là đi đám cưới mà bằng cái đầm này giống như bằng ở nhà, đầm này là đầm bằng ở nhà mà tự nhiên đi mua đám cưới. Mà cái chị đó chị góp ý là bằng đi đám cưới được. Mà tại vì chị thích màu đỏ nữa. Tại sao lúc mà chị mua thì chị không chị thấy cái khuyết điểm đó? Chiều đám cưới rồi buổi sáng chị đi mua mua gấp quá, nói chung lựa không có cái nào vừa ý trên cái này, thấy nó cũng được. Nhưng mà về bị chơi cái bạn tầm cũ. Em cũng hiểu sơ về cái phong cách bình thường của chị cũng như là cái cách mà chị lựa chọn trang phục rồi. Thì bây giờ hai chị em mình sẽ đi đến một cái cửa hàng thời trang và mình sẽ có một cái buổi làm việc với nhau ở đấy để xem là cái phong cách nào phù hợp với chị nhất. Được không? Ok không? Rồi ok, sẵn sàng ha. K&K Fashion đã trở thành một thương hiệu thời trang công sở được các quý cô văn phòng ưa chuộng. Bởi những thiết kế mang tính ứng dụng cao cùng kỹ thuật cắt may công phu tôn lên được những đường cong quyến rũ của người phụ nữ, vừa lịch sự nơi công sở vừa đáng yêu để dạo phố. Rồi, xin mời vào. Chị Ngọc ơi, hiện tại mình đang ở một cái cửa hàng thời trang mà có rất là nhiều những cái phong cách khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ có một cái bài toán đầu tiên, đó là chị Ngọc hãy đi chọn cho em hai bộ đồ mà chị cảm thấy là phù hợp với bản thân mình nhất. Xong sau đó mình sẽ nói chuyện tiếp về cái lựa chọn của chị ha. Rồi. Is always green, the lies are squeaky clean. I am a new model. Mời nhân vật của chúng ta nào. Tại sao chị lại chọn bộ trang phục mà rất là nhiều họa tiết như này? Thì thấy nó dễ thương. À, kiểu thì chị cũng thích nhưng mà không biết có hợp với chị không, thì thấy nó không tự tin. Với cái lựa chọn này của chị thì em cũng không có góp ý gì nhiều bởi vì nó cũng không phải là hoàn hảo với chị. Nó có rất là nhiều những cái khuyết điểm ở trên cái bộ trang phục như này. Nó là cái phần eo ha. Cái thiết kế này nó cũng không có che được cái bắp tay của mình bao nhiêu hết á. So với cái làn da trắng của chị thì chị nên mặc cái màu trơn
và màu sắc nó nổi bật hơn chút xíu. Bây giờ em sẽ chọn cho chị một bộ đồ khác và sẽ make up một cách khác. Chị có đồng ý không? Đúng. Có sẵn sàng để em làm điều đó với chị không? Đó, ok. Một trang phục đẹp luôn không thể thiếu một mái tóc đẹp. Đồng hành cùng nhân vật của chương trình tuần này là Hitomi Beauty Salon. Hãy cùng chờ xem các chuyên gia sẽ thay đổi diện mạo chị Yến Ngọc như thế nào. Bây giờ thì nhờ Tuyền có thể tư vấn giúp cho chị Ngọc một số những cái kiểu tóc hay là make up như nào để phù hợp với chị được không? Với tình trạng tóc của chị hiện tại thì em thấy tóc của chị nó phần ngọn rất là khô sơ, nó chạy ngọn rất là nhiều nè. Thì em sẽ cắt cái phần ngọn của chị lên khoảng tầm 5 phân để cho nó mất cái phần cháy của mình. Và ở trên này của tóc của chị nó ít quá, nó cảm giác như là không có cột dự phòng. Nhìn cái khuôn mặt của mình nó bị bẹp nhiều quá. Thì em sẽ làm phòng cho chị để cái khuôn đầu mình nó sẽ tròn hơn, nó sẽ phòng được hơn. Và em sẽ tạo layer nhẹ chị. Còn về màu thì ở trên này của chị nó ra chân đen nhiều quá nè. Thì em sẽ dặm chân và em sẽ phủ một lớp màu để cái da mặt của chị nó sẽ bật tâm sáng nhiều hơn nữa. Về phần mái thì chị để cái mái này thì mình nó không có được trẻ nhiều. Thì em sẽ tạo cho chị một cái mái thương, nó sẽ đẹp nhiều hơn. Về phần make up thì chủ yếu là mình sẽ làm những cái phần da không đều màu của chị Ngọc, nó sẽ đều màu lại với lại tươi trẻ hơn. Chọn những cái tông màu môi hồng nhẹ để nhìn cho gương mặt của mình nó trẻ trung, nhẹ nhàng. Về màu mắt thì mình có thể chọn những cái tông màu hồng nút nè, hoặc là những cái tông màu nút thôi. Và bây giờ có lẽ là phần mà quý vị khán giả yêu thích và chờ đợi nhất, đúng không ạ? Đó là phần xuất hiện của nhân vật sau khi thay đổi. Cô có thể chia sẻ một chút về chị Ngọc trong những ngày bình thường thì chị Ngọc là một người như thế nào không ạ? Nó lo buôn bán luôn à. Dạ. Nó cũng không biết cách về mà sửa soạn nữa. Cho nên mỗi khi nó ăn mặc ra thì bị người ta chê. Cho nên nó muốn đến đây để nó làm đẹp lên. Dạ, vâng. Thay đổi phong cách lại. Thì bây giờ con sẽ gọi chị Ngọc ra để cô có thể xem được là chị Ngọc có thay đổi nhiều hay không nhá cô nhá. Bây giờ mình cũng đếm 3, 2, 1 để nhân vật bước ra. 3, 2, 1. Xin mời chị Ngọc ạ. Thấy sao hả cô? Cô thấy đẹp, thấy khác. Dạ, đẹp hơn thường ngày chứ đẹp ạ? Đẹp hơn nhiều. Cô có thấy thích hình ảnh này của chị Ngọc không? Thích, cô thích. Lúc mà chị mở màn ra thì dạ, chị cảm giác, cảm xúc của chị như thế nào? Thấy rất thích, đẹp. Dạ. Mà bình thường đã bao giờ mình mặc đồ như này mà mình make up xinh đẹp như này chưa? Chưa. Chính vì thế cho nên là mới cần tới ekip của chương trình đúng không ạ? Dạ, đối với tóc của chị hiện tại thì em nghĩ mình về nhà mình chịu khó sử dụng thêm dầu hấp để làm cho tóc của mình nó mềm mượt hơn. Tại bởi vì tóc của chị hồi trước nó rất là hư tổn. Em chúc chị cho chương trình này thì chị lúc nào cũng đẹp và vui vẻ như bây giờ. Cảm ơn em. Chị Ngọc thì nói chung là da chị Ngọc cũng cơ bản là cũng đẹp sẵn rồi, nhưng mà do là không có điều màu lắm á, ở nhà chịu khó dưỡng thêm một ít kem dưỡng hoặc là serum chăm sóc da để da của mình nó tươi trẻ hơn. Đi đâu thì chỉ cần một ít son môi với lại tí má hồng thôi là nhìn mình sẽ rạng rỡ hơn rồi. Ekip của chương trình thì luôn luôn có một cái niềm mong mỏi, đó là giúp đỡ chị em phụ nữ mỗi ngày càng đẹp hơn. Không phải là biến thành một người khác mà biến thành mình ở một phiên bản đẹp nhất. Và em cảm thấy rằng là ngày hôm nay chị Ngọc rất là rạng rỡ. Và nếu như là một người đàn ông ở đây mà bước qua ngang chị thôi là em cũng sẽ tiến tới để tỏ tình, nếu như mà chị biết là chị chưa có gia đình và chưa có người yêu. Chị muốn đăng ký chương trình là chị muốn làm cho mình khác hẳn như bình thường vậy. Ừ. Bản đồ tự tin chút, đẹp hơn chút.
dễ tìm người yêu. À, là mục đích chỉ là để tìm người yêu đúng không? Cũng có ý định là lập gia đình nhưng mà tìm hoài chưa thấy người hợp nào, người nào với mình hết trơn á. Em hy vọng sau chương trình này chị cũng sẽ có thêm tự tin để có thể tìm một mối tình cho mình và có thêm nhiều hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày nhá. Cảm ơn em, cảm ơn chương trình. Dạ rồi. Và chương trình Tự Tin Để Đẹp được phát sóng vào lúc 15 giờ trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình sau. Tạm biệt.